và rất là nhiều tông make up khác nhau để diện những bộ đồ khác nhau nè, và đi chơi nè, đi học, đi làm và đi tiệc này nọ. Rất là nhiều, và mình cần có nhiều cây son để mình thay đổi cái kiểu make up hơn. Và rất là may mắn khi mà Lệ vừa mới phát hiện ra một cái dòng son rất là hot nhất trên thị trường. Cái dòng son mà Lệ muốn bật mí đến mọi người đó chính là cái dòng son Laura Sunshine. Đây nha mọi người, Laura Sunshine của chị Nhật Kim Anh nè. Và với 5 màu nè, cái bộ sưu tập này nó sẽ có 5 màu khác nhau ha. Và như mọi người cũng thấy là với 5 màu này rất là hot ha. Màu nào cũng đẹp nè, và Lệ cảm thấy là nó rất là hợp với nhiều cách make up khác nhau luôn, rất là tiện lợi ha. Và cái điều đặc biệt là mỗi trên mỗi cây son ấy thì sẽ có chữ viết của chị Nhật Kim Anh rất là xịn sò luôn, và mọi người cũng chắc là hẳn là ai ai cũng sẽ biết tới chị Nhật Kim Anh đúng không nào, tại vì chị là một người diễn viên nè, và là một cô ca sĩ rất là đẹp nè, rất là tài năng luôn. Và Lệ cũng là một fan hâm mộ của chị, cho nên là theo dõi chị rất là nhiều ha. Và quyết định tậu nguyên một cái combo, một cái bộ sưu tập son này của chị về luôn. Cái cảm nhận của Lệ đầu tiên với cái em son này là gây ấn tượng rất là nhiều đến Lệ luôn. Và bởi vì là với cái thiết kế rất là sang trọng luôn. Đây là cái vỏ ngoài, còn đây là cái vỏ bên trong này mọi người. Đây mọi người có thể thấy là rất là sang trọng nè. Và cái thỏi ở bên trong á thì Lệ cảm thấy là cầm rất là chắc tay nè mọi người. Và cái thỏi nó vuông vức luôn, rất là đẹp, rất là tiện lợi nè. Mình có thể mang bỏ túi nè, để đi đi đâu mình cũng có thể sử dụng được ha. Và bây giờ thì lại sẽ son một ít lên môi cho mình. Thì lại cảm thấy là khi mà lên môi á, thì em này rất là mềm môi nè, và rất là mịn luôn, chất son rất là mịn và không bị bít rít luôn. Mình thấy không? Bật mí cho mọi người thêm một cái điều đặc biệt của em này nữa là cái màu bên trong thì nó sẽ tương đồng với cái vỏ hộp bên ngoài, cho nên là mình sẽ rất là dễ tìm màu son để mình có thể đánh lên môi ha. Và hiện tại thì Lệ đang sử dụng cái màu này là màu 09 ha, đang sử dụng trên môi của Lệ là màu 09 nha mọi người. Bây giờ thì Lệ sẽ test những cái em son này lên tay của Lệ ha, để mọi người có thể nhận biết được 5 màu khác nhau ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Lệ ngày hôm nay ha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.